Hello hello, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel Lỗ Béo Studio. Lỗ thấy khá ít người sử dụng màu dạ để vẽ tả thực, thế nên là hôm nay Lỗ muốn thử thách bản thân mình một chút bằng màu dạ Tesla 6 giá rẻ xem sao nhé. Mình đang vẽ lại bạn mắt rồng trong phim Hobbit, tỷ năm mình vẫn chưa vẽ xong đây. Chính xác là 3 năm rồi. Kiểu tranh này mình vẽ bằng màu chì nên ngồi tỉa từng cái vảy một ý. Nên là tranh này lâu đến nỗi mà không rõ bản gốc thất lạc ở đâu nữa rồi mọi người ạ. Đầu tiên mình sẽ sử dụng màu mã 24 để tô nền trước. Lớp này mình cũng không tô quá đều vì mình sẽ sử dụng khá lớp màu nữa để hòa màu và tạo khối cho tranh. Tiếp đến mình sử dụng màu đỏ đô số 1 để tô mảng màu đậm nhất, còn màu 94 để tô tông đậm vừa. Bước này mình sẽ tô ngay khi mà màu mã 24 tô xong để tráng màu khô và thấm hoàn toàn trên giấy thì sẽ tạo hiệu ứng loang lổ không đẹp lắm. Để hòa hai mảng màu với nhau thì mình sử dụng màu mã 22. Các bạn có thể thấy là giữa các mảng màu đã có sự hòa màu, mặc dù là không được êm như màu chì và màu nước lắm. Do mảng màu cần chuyển hơi rộng nên mình sử dụng khá nhiều ngòi vuông của bút. Mọi người cầm bút hất nhẹ vào vùng muốn chuyển màu sẽ ra được hiệu ứng màu nhạt hơn so với khi dùng đầu tròn nhỏ nhé. Lớp cuối cùng mình lại tiếp tục sử dụng tông màu cam nhạt hơn là tông số 22 để hòa toàn bộ các mảng lại với nhau. Mặc dù độ chuyển màu không được mượt như mong đợi do mảng màu hơi lớn, nhưng mà nhìn cũng được 70-80% so với màu chì rồi mọi người ạ. Mình đã ngồi 2-3 tiếng để mò ra 4 tông màu này có thể blend với nhau tốt hơn các tông màu khác. Cơ mà công nhận là tô màu dạ nhanh hơn màu chì thật mọi người ạ. Để tỉa mỗi tròng mắt này của màu chì thôi mình mất tầm 3 tiếng, nhưng với màu dạ thì mình vẽ tầm 20-30 phút thôi. Bây giờ mình sẽ sử dụng bút trắng để nhấn thêm tạo hiệu ứng mắt trong suốt long lanh ý. Mình hơi kém văn nên là cũng không rõ miêu tả như thế nào nữa. Sang bước tỉa da cho bạn rồng này thì mình hoàn toàn rơi vào trạng thái vẽ không biết trời đất trăng mây gì nữa rồi, nên là cũng không rõ mình đã sử dụng mã nào với mã nào nữa. Hồi trước khi mà vẽ màu dạ trong tranh anime thì mình hay kiểu lúc nào cũng muốn màu lên thật là đều, hòa màu thật là mịn, thật đẹp ngay từ những lớp đầu tiên. Nhưng mà sang thể loại tranh này thì tất cả đều phải từ từ bình tĩnh mọi người ạ. Mình khá thích vẽ kiểu như thế này vì cảm giác là dùng màu phóng khoáng hơn, giống kiểu khi mình vẽ ký họa ấy. Tâm trạng khá là thoải mái, không sợ sai, nếu sai chút thì vẫn có thể xử lý được. Ở các mảng màu to thì mọi người có thể sử dụng các mã màu xám đậm để đi nét xác định hình trước nhé. Sau khi mà chúng ta phủ một lớp màu nhạt qua thì lớp màu đầu tiên sẽ bị phai và mờ dần đi, tạo hiệu ứng khối khá là thú vị. If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we sure as hell funny. Yeah, everything's better with them. We're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight? Waking up at sundown, the world's our playground, and we don't even have to pretend. Every time we're together, it doesn't get better. And days like a weekend, we're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow, we just ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight. So don't tell me how to act or how I should be. All we wanted is to be free. We don't wanna be like you. Oh, 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 oh. You see, we just act a little crazy. Try to shut us down, but you know they can blame us for acting shameless. Now we just like to have some fun. We're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight before we all grow old. So don't tell me how to act or how I should be. All we wanted is to be.
Về cơ bản thì mình thấy là màu dạ chỉ hợp vẽ tả thực một số thể loại tranh kiểu có màu sắc tươi sáng này, các khối hơi rối một chút như là tranh này chẳng hạn, hoặc là các loại bánh trái, hoa quả. Nếu mà truyền thần thì vẽ các loại nhân vật kiểu hơi Âu Mỹ một chút hoặc là nhiều nếp nhăn sẽ dễ xử lý hơn. Còn về tranh kiểu hoạt hình anime, chibi thì chắc là mọi người cũng khá quen thuộc với màu dạ Tuxedo 6 này rồi. Tranh này mình sử dụng màu dạ Tuxedo 6 và giấy Canson 1557-300WSM nhé. Nếu các bạn có nhu cầu mua Tuxedo 6 thì có thể liên hệ với Lỗ qua fanpage Facebook Họa Cụ Lỗ Store hoặc là website lỗstore.vn để được tư vấn kỹ hơn. Chúng ta cũng có thể kết hợp màu dạ và màu chì để vẽ tranh nhanh hơn. Đặc biệt là các mảng màu to, chúng ta có thể tô nền trước bằng màu dạ, sau đó tỉa chi tiết bằng màu chì. Nếu các bạn có hứng thú với quá trình kết hợp này và muốn Lỗ ra một video riêng về chuyên mục tả thực bằng màu chì và màu dạ thì hãy comment xuống phía bên dưới để bạn Lỗ chăm chỉ có thêm động lực hơn nhé. Cuối cùng thì mình sẽ nháy sáng cho da của bạn dâu này để tạo hiệu ứng da bóng lộn của các loài bò sát. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết video này. Nếu các bạn thấy video này thú vị thì đừng quên like, share video và subscribe channel để không bỏ lỡ video nào của Lỗ ra trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye!